Theo đó, kênh đào tạo Casework cho Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên vừa đăng tải bài viết có nội dung sẽ ra sao nếu Hạnh Nguyên là đại diện năm nay tại. Bên dưới phần bình luận, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ về suất thi quốc tế cận ngày của nàng hậu. Nếu đúng theo lịch trình, người đẹp quê Đồng Tháp chỉ còn khoảng 3 tháng để chuẩn bị tất cả công tác trước khi đeo sash đại diện quốc gia chinh phục vương miện. Đáng chú ý, không ít fan sắc đẹp đồn đoán cô sẽ được cử đi thi Miss Grand International 2024 thay cho Quế Anh. Trên thực tế, điều này vẫn có thể xảy ra vì ở một số quốc gia khác, họ cũng đã cử Á hậu đến với cuộc thi quốc tế thay cho hoa hậu. Tuy nhiên, có người lại bày tỏ quan điểm chỉ khi người thắng giải cao nhất vướng lùm xùm hoặc mắc lỗi gì đó thì mới đổi đại diện mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, người hâm mộ nhan sắc Việt vẫn cảm thấy được an ủi khi Hạnh Nguyên có cơ hội chinh chiến quốc tế, chỉ là hơi tiếc vì cô không đến với Miss Grand International mà thôi. Chia sẻ về hành trình chạm tay đến vương miện Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2024, Hạnh Nguyên cho biết đã theo học Casework trong 2 năm trước khi ghi danh thi đấu. Từ một cô gái không biết gì về giày cao gót, không biết trình diễn là như thế nào, không biết mặc những bộ trang phục như vậy thì sẽ đi như thế nào, thì hôm nay Hạnh Nguyên ở đây cũng chưa phải là một người có những bước đi rất là slay lắm, nhưng mà hiện tại đã là một Hạnh Nguyên rất khác so với 2 năm trước, cô bộc bạch. Còn nhớ tại chung kết Miss Grand Việt Nam 2024, Lê Phan Hạnh Nguyên đã về đích với ngôi vị Á hậu 1, nhưng kết quả này lại không thuyết phục phần đông khán giả. Bởi lẽ khi nhìn vào toàn cảnh phần thể hiện đêm chung kết, người đẹp quê Đồng Tháp đã làm rất tốt từ kỹ năng trình diễn, thuyết trình đến phần ứng xử chắc lọc top 5. Nhiều ý kiến cho rằng cô xứng đáng với vị trí cao hơn, thậm chí tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Trước sự quan tâm tiếc nuối từ khán giả, Á hậu Hạnh Nguyên đã có dịp trả lòng trong một buổi trò chuyện gần đây. Bên cạnh đó, người đẹp cũng hé lộ những điều đằng sau hậu trường giữa mình và tân hoa hậu Võ Lê Quế Anh. Đầu tiên, Hạnh Nguyên cho biết bản thân tin tưởng vào ban tổ chức Miss Grand Việt Nam, cũng đánh giá cao những chất liệu mà Quế Anh sẵn có và giải đáp mọi thắc mắc của công chúng trong suốt thời gian qua. Vì có một chút sai sót trong khâu làm phiếu câu hỏi nên xảy ra một vài hiểu lầm. Thật ra khi bước vào cuộc thi, ban tổ chức đã training cho thí sinh những cụm chủ đề rất bao quát và thực tế, không có một câu hỏi nào cụ thể trong những chủ đề đó. Các thí sinh phải tự học hỏi, tìm hiểu các chủ đề. Cho nên khi nhận được câu hỏi, mọi người có thể thấy tôi đã dành vài giây để lắng động lại, để thật sự kỹ lưỡng trong lời nói vì câu hỏi liên quan đến pháp luật, cô nói. Về mối quan hệ với hoa hậu Quế Anh sau đăng quang, Hạnh Nguyên cho hay, tôi có dặn Quế Anh là đừng đọc những bình luận trên mạng xã hội. Tôi cũng rất muốn nói với mọi người khi đọc bất cứ thông tin gì trên mạng xã hội, hãy rèn luyện cho mình tư duy phản biện để chọn lọc những gì tích cực, đúng đắn và chính thống. Hãy tự bảo vệ mình trước những thông tin tiêu cực. Khi tất cả mọi thứ diễn ra, tôi có nói với các chị em trong nhà rằng, thời điểm này chúng ta phải luôn kề cạnh và là điểm tựa của nhau. Tôi mong muốn mọi người có cái nhìn tích cực hơn vì Miss Grand International cũng sắp diễn ra. Quế Anh đã chiến đấu hết mình vì giải sát Quảng Nam và sắp tới là giải sát của Việt Nam. Tôi rất mong chúng ta hãy cùng nhau yêu thương cô gái này.